Xin chào tất cả các anh các chú ạ. Hôm nay em mới về được một lô Atomat chống giật. Hàng này hàng 30A. 30A cóc đại ạ. Đây, hôm nay em có loại mẫu màu xanh này là của Mitsubishi này. Còn bên này mẫu màu đen này, mẫu màu đen này là của Fuji. Bên đây có hai cái màu trắng này của Fuji luôn. Và hôm nay Mitsubishi nó có hai mẫu, có cả mẫu màu xám đây nữa. Át hôm nay thì hàng có gài hết. Cái mẫu Fuji này, mẫu Fuji cũng có gài mà mẫu Mitsu của hôm nay cũng có gài. Đây ạ, em quay mẫu màu xanh này trước nhá. Mẫu màu xanh này mọi người có thể đang thấy đây là mẫu của Mitsubishi 30A. Tất cả dòng vò của nó đều là 30mAh hết ạ. Đây này, tất cả đều là dòng vò 30mAh. Hàng này hàng chống giật, chống quá tải, chống giò điện. Sử dụng điện gia đình Việt Nam là 220V. Hàng này thì mọi người khi mọi người nhận át nhá thì kiểm tra giúp em là đấu giúp em này, đầu vào đầu trên, đầu ra đầu dưới giúp em. Mọi người có thể nhìn trực diện như này để biết là đầu vào đầu trên, đầu ra đầu dưới nhá. Không cần phân biệt bên nóng bên lạnh đâu ạ. Cứ đấu đúng đầu giúp em là được. Hàng này bên em đã kiểm tra và test ok trước khi quay video và gửi cho khách. Đây, những cái loại này của Mitsubishi này thì là 160.000 một chiếc. Những cái mẫu này có gài nhá. Bác nào mà có sẵn tủ điện rồi thì có thể gài vào này. Đấy. Còn bác nào mà không gài ấy, thì mình cũng có lỗ bắt vít đây. Trên mỗi một cái át, bởi vì bên trên và bên dưới của nó đều có cái lỗ bắt vít như này nhá. Mọi người có thể bắt vít vào. Tất cả ốc đã đầy đủ hết này. Đây, ốc hai con bên trên, hai con bên dưới đầy đủ nhá. Chuyến này thì hầu như cái nặng có gài đây. Bác nào mà không cần gài thì là mua những cái mẫu không có gài. Nó sẽ có cái hộp như này, em có bán thêm hộp ạ. Hôm nay hộp mới nhà hàng của Việt Nam. Còn đâu át là át bãi cũ hàng Nhật ạ. Còn đây là mẫu màu xám này. Mẫu này cũng là 30A, dòng dò là 30mAh, hàng chống giật, chống quá tải. Điện 220V. Mẫu này cũng là của Mitsubishi đây ạ. Bác nào thích màu xanh thì chốt màu xanh, không thích màu xám thì chốt màu xám nhá. Loại này cũng có gài luôn này. Đây, gài mặt sau của nó như này sẽ là như này ạ. Loại này cũng bằng tiền này, 160.000 một chiếc. Bác nào muốn mua thêm hộp thì là như này. Đây, cái hộp của nó sẽ như này nhá. Hộp nó sẽ bọc kín cái át luôn, bịt kín hai đầu dây bên trên bên dưới thì trông nó rất là đẹp và nó an toàn, nó không bị hở cái đầu dây điện. Hộp này thì là 15.000 một chiếc ạ. Bác nào mua thêm hộp thì mua nhá, còn không thì mua át thì cũng được ạ. Đó, khách hàng có nhu cầu mua thì một chiếc bên em cũng có ship hàng. Tiếp theo bên đây em có mẫu của Fuji 30A, dòng dò là 30mAh, hàng chống giật, chống quá tải, điện 220V. Nó có hai cái màu trắng này. Còn đâu là tất cả mẫu này màu đen. Mẫu này cũng có gài luôn đấy. Đây, gài của nó đây. Gài của mẫu này thì nó sẽ khác của Fuji nhá. À, khác của Mitsubishi ạ. Những cái hàng này thì nó là hàng 3 nút này. Hàng 3 nút này thì mọi người thể đấu test cơ trực tiếp được. Đây, gạt cho em cái cần gạt lên trên nhá. Ấn nút đỏ test cơ ạ. Đấy. Rồi lại khi cái cần gạt nó đang ở giữa thì mọi người lại ấn quay về giúp em nhá. Đây, nó đang ở giữa đây rồi ạ. Cần gạt nó đang ở giữa đây, mọi người kéo về giúp em nhá. Kéo về bên dưới rồi bắt đầu sử dụng. Còn những cái hàng như Mitsubishi này, những cái hàng hai nút này thì mọi người không thể ấn nút để test, không ấn nút đỏ này để test cơ được đâu nhá. Bắt buộc phải đấu điện mới test được ạ. Những cái hàng mà mọi người kiểm tra giúp em là hàng 3 nút như này này thì là mới test cơ được. Không có nhiều bác là cứ nhận hàng về là cứ ấn nút để test rồi cứ thắc mắc là làm sao mà át không nhảy. Thì ấn như này thì nó không thể nhảy được nhá. Những hàng 3 nút mới test như vậy được. Còn những hàng hai nút của Mitsu này bắt buộc phải test điện. Và em có video chia sẻ hướng dẫn cách em hay test át Atomat ở trên kênh. Bác nào có cần xem tham khảo thì mình inbox trực tiếp số Zalo, số điện thoại Zalo của em đây ạ. 0975 275636. Em sẽ ghi ở dưới phần mô tả. Bác nào có cần xem tham khảo thì sẽ vào Zalo, em sẽ chia sẻ cái đường link để cho mọi người xem nhé. Giờ em xin bảo giá lại luôn này. Cái mẫu Mitsu màu xanh 30A và Mitsu màu xám này giá là bằng tiền nhau, 160.000 một chiếc ạ. Bác nào mua thêm hộp như này thì là 15.000 một chiếc hộp, tức là cả át cả hộp sẽ là 175.000 như này ạ. Còn mẫu Fuji hàng 3 nút này là 180.000 một chiếc, ai mua thêm hộp thì là thêm 15.000 một chiếc nhá. Đây. Còn không mua hộp thì mua át không cũng được ạ. Đây, bên em còn có cả át cóc nhỏ này, át 3 pha các loại nữa. Bác nào có nhu cầu xem mua loại nào thì inbox trực tiếp alo em báo giá cụ thể nhé. Đây là giá em báo cho khách lẻ. Bác nào muốn mua xỉ, bác nào mà là thợ mua về lắp đặt cho khách thì tùy theo số lượng thì bên em sẽ có hỗ trợ giảm giá hoặc là miễn ship cho các bác.
Rồi em xin kết thúc video ở đây. Hẹn tất cả các anh các chú ở những video tiếp theo. Mọi người xem video thì cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới nhất bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo ạ.